Có nhá, em đang tân trang lại cái chỗ để đồ thế là đây, nói ra cái cặp vỏ này em bán luôn nhá. Đấy, cặp này thì nó đây là cho hơi xíu này, đấy còn nói chung là vỏ con này đẹp lắm, đây này. Vỏ còn rất là đẹp. Đấy, vỏ còn rất là đẹp nhá. Em đang đây, đang sắp xếp lại cho nó gọn gàng tí thế là thấy nó lòi ra đây thì bán luôn. Đấy, con này là con 7GX này, đấy, DV này. Đấy, vỏ 7GX DV. À đâu? Cái này là một vỏ của con 7GX DV à, một vỏ 7GX này. Đấy, nói chung thì là nhìn nó cũng tương đồng nhau thôi đây này. Đấy, nó cũng y chang nhau mà nó chỉ khác nhau chữ này thì về các bác không thích thì bịp về lại. Đây, bịp về lại thì nó giống y chang nhau đúng không ạ? Đấy. Tẩy cái đi này, chữ DV thì nó giống y chang nhau luôn. Đấy. Về cái kích thước tép này thì nó cũng như nhau quá nhá. Đấy, thiết kế y chang nhau mà. Rồi, cái dòng này thì bát của nó nhá. Bát cái này viền này thì nó đem đo cho. Đấy. Con này là 10 nó là 12.7 này. Đấy, nói chung nếu mà con này đo chuẩn nó là 13 bởi vì là cái thước các bác nhìn thước của em không? Đây là cái thước của em này thì nó bị cái đầu nó hơi vênh ra được khoảng mấy ly đúng không ạ? Đấy thì đây là đo thì nó mà đo chuẩn nó nhá thì là phải như này thì nó là bát. Nói chung là con này là bát 13. Em đo con bát của nó là thường thường cái dòng này thì là toàn bát 13 hết các bác nhá. Đấy, còn cái đường tép này của nó này thì nó dơ khoảng là 9. Cái đường tép này, đường kính này chép này 9 này. Đấy thì vậy vị các bác thích thì bắt một con chép tròn là được. Quét qua em đi một tí. Đấy, còn kích thước vỏ nó đây, rộng là 15.5, sâu là 26.5, à cao 26.5, cao 26.5 và sâu của nó là 23. Đấy, cặp này đẹp lắm các bạn, còn rất là đẹp này. Đấy thì bác nào lấy alo cho em nhá. Cặp này để các bác giá nó không có căng đâu các bác nhá, không có căng đâu. Vậy không có căng đâu nhá thì để các bác cặp này giá là 150 nhá. 150 đây là còn dây riếc con tụ bên trong. Đấy, 150 đấy thì bác nào lấy thì alo cho em nhé. Vâng, xin chào các bác.